Xin chào lại gia đình, xin chào cả nhà ha. Hôm nay em về được 10 cái thùng đựng đồ. Ngoại hình thì xấu, lý do là chưa lau chùi nha. Con này là không bể mẻ, không găng nứt. Chỉ xấu, chưa lau chùi. Lau chùi là bao đẹp nha. Một cái 100 ngàn. Con này ship chắc nằm mấy chục ngàn luôn quá. Chứ để quý khách cô chú anh chị em nào gần em thì lại lấy ha. Chứ ship thì nó không có nặng mà nó cộng kền. Bên Viettel cộng kền nó tính rất là mắc nha. Nguyên xin nguyên bản, cái này đựng linh kiện đồ đạc học, cái này là học cái học tủ rất là đẹp nha. Con này để ngược rồi nè, mời cái nha. Rồi khách nào mua luôn thì cứ lại đây lại lấy thì em bán giá 80 ngàn ha, cứ lại lấy thì em bán 80 ngàn cái, làm hết luôn là 800 ngàn. Đây chẳng hạn như cái này là, này là 39 nè. Ha, bài ngang nó 39 nè. Bài cao của nó là 29 nè. Bài dài của nó là 73 nè. Thấy 66 với lao chùi là sạch hết nhiều không? Có con hơi bự bự, con hơi nhỏ nhỏ nhưng mà em nghĩ là chung chung bình hết. Có con này là thấy nó hơi hụt, hơi nhỏ chút xíu so với người ta nè. Học học rất là ok nè. Nè. Đựng đồ là mên mang, thoải mái, đựng gạo, đựng đồ cũng được luôn ha. Đó. Này để ngược nè. Đúng rồi. Đó. Không có bể mẻ gì trơn ha. Rất là đẹp. 100 ngàn một cái nha. Rồi. Màu hồng. Nào có cô gái nào thì cho màu hồng. Đồ Nhật nha. Không phải đồ Việt Nam, đồ Trung Quốc mình đâu à. Này ngược rồi. Cái này nãy đưa cho nít tới chơi. Ok hết ha. Còn hoạt động tốt, không bể, không mẻ, không găng, không ngứt. Rồi em bán là 100 ngàn một cái. Quý khách là mua thì 800 ngàn, mua hết thì 800 ngàn nha. Không bán rẻ nữa, hết hết rồi, hết lời luôn rồi. Ship từ Châu Đốc giờ đây là hết 20 ngàn cái. Lời được 10 ngàn luôn. Rồi 100 ngàn, lẽ là 100 ngàn, mua hết thì 800 ngàn nha. Ship tính sao nha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.